rồi ma ma quậy. Tôi nói Trần ơi, tôi nhớ lại cái vụ ông nói có ánh nữa nghe. Nghe nói đây hồi xưa cái nền của ông đạo. Rồi sau đó rồi ông đạo tập cái gì đó mới dời nhà mới đi dời định gì đây. Nghe nói đây hồi xưa cái nền của ông đạo. Rồi sau đó rồi ông đạo tập cái gì đó mới dời nhà mới đi dời định gì đây. Cho nên là đây là trước thờ thần sau thờ Phật, tức là nửa đình nửa chùa. Vậy đó. Tại vì bên trong này mình thấy là thờ đại thần Nguyễn Trung Trực này và Đức Phật nè. Ở đây là thờ Trâm Quang. Trâm Quang. Còn đây là thờ Cánh Thần. Bên kia là Tả Bang. Bên đây là Hữu Bang. Hình như có bảo vật gì nữa kìa. Trong cái tủ đó có bảo vật hay gì? Cái sắc thần. Sắc thần. Cái ánh tính như hồi xưa của ông đạo đó. Ừ. Mình không có được phép. Còn ở đây là thờ Phật Tổ, tức là Trung Thiên Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó, Phật Tổ. Ở đây là thờ Phật Thầy. Ừ. Bên kia là Mười Hang Đạo. Bên đây là thờ Phật Già Lam. Hoàng Thánh Đại Quân ha. À, đúng rồi, Phật Già Lam và Hoàng Thánh Đại Quân. Đó. Chỉ có Bụi Sơn Kỳ Hương với Tứ An mới có. Không có ông nào mà thờ ông hết. Ừ. Nhưng hồi xưa có Bụi Sơn Kỳ Hương, ông nào cũng thích có thờ ông. Trung ca vũ khí. Mà trước những sao nhận diện là thằng đó. Là thằng là đình đó. Còn đây là để cho chính thần. Thần có quả. Có chữ thần đó. Cái chữ bự đó là thần ha. Thần. Ừ. Bằng chánh thần. Chánh thần ngoài sau mới là thờ Phật. Thờ Phật. Trong cái khay này có đựng ở trên màu đỏ. Sắc thần. Ở dưới là gì cũng không biết luôn. Chó không từ mấy anh em này muốn thăm, muốn hỏi là hồi xưa cái nền của ông đạo mình đây đó. Yeah. Rồi hồi đó mình cắt cái gia đình gì đây rồi nó có những chuyện gì mù nhiệm không anh em ta muốn biết đó thì con không rành. Cái là tôi nói mấy mẹ nghe cái số cái nền này đó anh em đã thấy đó, tức là trước tại sao thờ thần. Yeah. Mà sao thờ mấy ông đạo chúng ta bảo được. Yeah. Là vì cái cốt truyện này hồi xưa đó mấy ông bà cũng tụi tôi là nói lại là cái nền này là của ông đạo. Yeah. Ông về đây ông tu trước, rồi sau khi ông đạo qua đời đó rồi đồng bào ở đây tính cách cái chùa mà tào pháp mấy ông quan pháp không có cho cắt chùa, mới sau đó mới sinh là cắt đình, thành ra mấy ông cái cắt đình ban quý tế cắt cái đình được nhớ cái ơn cái nền của ông đạo, thành ra mới sinh thờ ở sau cái ngôi tam bảo với mấy ông đạo. Yeah. Nó vậy đó, thành ra mới có cái chỗ là nhà tước miễu, nghĩa là cái nguồn tước miễu sau chùa đó, tước thờ thần sau thờ Phật. Còn cái vấn đề màu nhiệm á thì tôi cái này theo đúng ra đó là mình hiểu mình biết, chứ còn nghĩa là theo là cái nói nhiều khi rồi anh em nói cái chuyện này nó cũng như là nó mơ hồ nghe chú. Yeah. Hồi đó tôi lớn lên rồi tôi lập cái phòng thuốc ở đây nè. Mà tôi hồi trước nó ngay mình cũng tin là mấy ông có nghĩa là linh hiển thần với Phật đồ ở đây, ông bà ở đây thì linh hiển mới được vô trong đình này dân chúng thờ vậy đó. Nhưng mà cái đức tin của mình nói có chứ nó chưa có đầy đủ. Cho nên tụi tôi lập cái phòng thuốc, mà lập cái phòng thuốc ở tại đây thì hốt rồi nguyện giấy với thần Phật ở đây gia hộ thì anh em hốt nghĩa là hiệu nghiệm lắm. Nhưng mà sau năm nhiều năm cái rồi anh em vì công chuyện này kẻ kia cái rồi nghĩa là họ bị cái lương y thì không phải ở địa phương này cũng có mà xứ xa cũng có, rồi qua trải qua nhiều năm đi rồi anh em về hết. Rồi có cái lần đó cái phòng thuốc còn thuốc nhiều,
mà lương y ở tại địa phương này thì không có, còn tin là sưu tầm với như trong đó có tôi nữa, còn có hai ba đứa làm sưu tầm kiếm thuốc đó. Thì có cái ông già này nghe là ông ở trong xóm, ông nói giờ nếu cái phòng thuốc mà đem cho người ta thì ổn lắm, sẵn phòng thuốc, sẵn cái có học phương tiện để anh em hốt đi, đứa nào cũng bị gì nghe là cư sĩ tại gia thì có gia đình, thành ra đâu có rỗi rảnh mà đứng kiếm thuốc thì được, mà làm lương y thì không có khả năng. Vì cái lẽ đó ông già ông lưỡng lự là không đứa nào chịu hốt hết trơn, cái ông nói thôi về bây giờ mấy chú ráng cố gắng đi. Bây giờ trong ba chú, tôi với một ông này tên Út An, một ông nữa tên Tư Hòa trong ngọn, ba đứa. Rồi ông nói bây giờ không có chú nào chịu, tôi biết. Bây giờ đó tôi bắt ba cái thâm, tôi giết ba cái thâm, mà tôi vô tôi nguyện giái với ông thần, nếu ông nào bắt trúng cái thâm nào thì làm cái trách nhiệm đó, tức là lương y trưởng thì phải đứng tại phòng thuốc, cái ông sưu tầm thì đi kiếm thuốc, cái ông khó thì nghe là phụ phơi thuốc, đặng làm thuốc, đặng hốt cho bà con người ta. Thời gian mà quân quản cách mạng mới thành công đó, ông vô ông nguyện giái mà anh em coi tôi là dốt, mà tôi tính hồi đó tính đi kiếm thuốc rồi cho anh em là được, chứ đâu có đứng phòng thuốc được. Rồi trúng tôi làm lương y đi. Tôi nói bây giờ đâu có chối được, bởi vì bây giờ mình nguyện giái với thánh thần rồi, thôi bây giờ nhà thánh thần độ chứ còn không dám cãi. Đứng hốt hoài, tôi nói đứng hốt mấy tháng vậy. Cái một hôm nọ tôi ngồi cỡ này nè, tôi nói ở đây Đức Cố với ông bà ở đây với mấy ông đạo, mấy ông cũng lựa, chắc mấy ông lựa tôi rồi đem vô đây tôi làm lương y. Mà tôi á, cái tôi dở cái tánh dược không rành, mạch lạc thì cũng không biết nhiều, chút ít vậy thôi, bị đi theo anh em. Mà bây giờ hốt hoài không có nghe ai nói bớt, không nghe ai nói thêm gì hết trơn, tôi biết ở đâu mà tôi hốt. Tôi nói mấy ông mà nghe là muốn cho tôi hốt nữa, mấy ông phải khiến cái người dân đến đây hốt phải báo cáo, phải khai khẩu họ, đặng cho tôi có cái đức tin tôi hốt nữa mới được. Tôi nói vậy, tôi nói chú nghe, từ đó về sau anh em nào lại tự nhiên mà mình nói cái này là mình nói trong tâm mình đó mấy chú. Cái rồi nghe là họ tự khai rồi họ báo cáo rồi này kia nọ vậy, tôi suy nghĩ thiệt như vậy là ông bà quá là linh thiệt rồi. Nói vậy đó hen. Tôi nói mấy anh em nghe, cái linh nghiệm là mình hiểu biết cái vậy đó thôi, chứ cái thấy gì nữa là không có thấy. Nói vậy đó. Mình tin tưởng ông bà rồi cái niệm Phật rồi làm cái là từ thiện giúp cho bà con người ta vậy thôi. Nói vậy đó. Một cái nữa thôi, tôi nói thêm một cái nữa cho anh em mình nghe rồi cười chơi. Nó hồi trước á, tôi rước mấy ông lương y ở dưới Định Yên ở dưới á, mà cũng bạn bè hồi đó nghe làm từ thiện đó, ổng độc thân rồi tôi nói ông về đem hút thuốc đi. Rồi anh em tụi tôi nghe ủng hộ về lương tiền cho ông rồi một cái, rồi đi kiếm thuốc, ông đứng ở tại chỗ ông hút cho đồng bào người ta. Ông đồng ý, cái ổng ở dưới Định Yên lận. Ông hút một thời gian, cái bữa nọ ổng nhỏ tuổi hơn tôi, anh 7 à. Tôi hôm rồi tôi về dưới Định Yên á, tôi có gặp cái quyển kinh mà nghe là Phật mấy ông tổ dạy có cái ấn này hay lắm. Cái ấn này nghe là quần, nghe là tà ma gì, nghe là tôi bắt ấn tôi quánh là chịu không nổi. Tôi cười tôi nói mình tu hành rồi niệm Phật thì không có ai thấy đầy mình, ông học ấn học đồ làm gì. Cái ông nói tần phải học ấn chứ, tặng mình ở đây nghĩa là ma quỷ phá đồ đặng mình trừ mới được ông ơi. Ông nói vậy tôi không nói gì. Cái bữa đó cái nhà tôi hồi trước không phải ở bây giờ thì ở bên đây, hồi trước ở đình, cũng kế đình mà nắp bên đây là trong này nè. Tôi thì nuôi mấy ổng. Cái bữa nọ khoảng 8-9 giờ vậy, ổng thì hút thuốc điếu với còn uống trà. Ổng xách cái áo ông chạy, ta nói từ đây ông chạy lại lần nhà tôi, ổng nói không em anh Bảy ơi, không em rồi. Thì tôi hỏi cái gì mà chú chạy hơi hải vậy? Cái ông nói trời ơi anh ơi, nó quậy quá quậy rồi. Tôi hỏi cái gì quậy vậy chú Năm? Ông nói trời ơi má quậy. Tôi nói trời ơi, tôi nhớ lại cái vụ ông nói có ấn đó nghe. Tôi nói ông mới nói học ấn mà sợ rồi sao ấn ở đâu không quánh. Ông nói quánh gì kẹp, nó làm quá sức rồi thành ra lo chạy chứ còn ấn là không kẹp. Tôi cười, tôi nói ma phải không, thiệt không? Ông nói thiệt.
nói ba cái tôi mới lấy cái đèn pin, hồi đó nó chưa có đèn điện, cái tôi lấy đèn điện đi tụ lại cái phòng thuốc nằm bên đây, nhưng mà hồi đó không phải khang trang vậy, là một cái trà trại là bằng toan mà ở dưới trống lỏng đó nè, rồi anh em dừng lại cho ông tạm thời nghe là ông ở đó hút thuốc. Chạy lại tôi thấy chú coi dòng thứ bao thuốc đó, hồi trước anh em làm phơi khô rồi nó có gác cây lên rồi để trảnh, để cái mấy bao thuốc mà để trảnh, đặng từ từ mình hút mấy cái vị nào nó hết ra dưới cái hộp này mình đổ xuống. Tôi nói trời ơi chú Năm ơi, chú coi ma nó nằm kìa, con nào con lấy bành kilo không. Mà tôi nghĩ rằng tại cái ông này cũng nói nghe là nó thách nghe, cũng nói học ánh học này kia đó, không phải ma mà ông còn chạy, mà nếu gặp ma nữa thì thôi ông làm cái gì được, mà ở đây đâu có ma. Tôi nói ở đây đâu có ma, có quỷ gì đã, mình ở gần cái đình gần chùa thần thánh người ta ở đây, mấy vị tu hành với lại trăm quan các ngài ta ở đây, mà mấy ông nói cũng muốn lại đây quậy được sao, cái gì đó. Cho nên là hai đứa được cần xà nữa. Cho nên một là mình vô đình vô chùa cũng nghe là tôn trọng, bởi vì cái người vô đình vô chùa là mấy vị có công trạng ở đất nước được thờ vào miễu vào thần, thì mấy ông này nghe là cũng không là người ta nghe là linh hiển mà nghe quang minh chánh đại, bởi ông Phật nó đứng thành minh công bình trực dạ đó. Rồi một điều kiện thứ hai nữa mà hai ông mấy ông này không nói, cái bộ đội nó về đây nghe là tới mấy chục người lận này, mấy ông về đây mấy ông nghỉ cánh nghỉ mát gì đó, mà hai cái ông, một ông tiểu đoàn trưởng, một ông tiểu đoàn phó, tiểu đoàn về đây cái mấy ông xin với ban quý tế ở bên mép bên cái phòng phòng khách đó đó, bên mép bên đây đó. Rồi tôi thì làm từ mấy giờ nghe là làng nước người ta ở thì ở, mà mình cũng giữ gìn cái ngôi chùa, là coi có chuyện gì xảy ra mình cũng giữ gìn hờ vậy đó. Ban đêm tôi đi tôi nghe mà mấy ổng cái quân đội của người ta, tôi nói không nghe là người ta nằm ngủ rồi một cái đó, nó êm ru à, có lịnh lạc đàng hoàng trông thấy dễ thương lắm. Nhưng mà tôi không biết cái đặc biệt gì đó mà cái ông tiểu đoàn trưởng với ông tiểu đoàn phó này, hai ông đi rồi cũng trở lại cúng giấy, đi rồi một thời gian cũng trở lại nghĩa đình này, nghĩa là mua quà mua cáp đồ, mà mấy ông này là bất kỳ không để đó, mà không biết mấy ông thấy cái gì mà không có nói, nhưng mà rất là tin tưởng nơi cái ngôi đình này, nó vậy đó, đó là bộ đội đó. Nói cho nên bác vừa nói anh em nghe là hồi xưa nó cũng có chứng tích là cung đại đền, còn là cung đạo tức là ông đạo là nằm trong, là tức là thập vị hiền thủ của Đức Phật Thầy Sĩ An, của đệ tử Đức Phật Thầy Sĩ An đó. Cho nên đặc biệt nãy vừa nói anh em nghe những chú kể đó, thì cái chuyện màu nhiệm đó nó cũng linh hiển, tại ông báo nó rõ ràng linh không linh bất linh tại ngã, do cái bản ngã của mình, cái trời Phật lúc nào cũng linh. Cho nên cái đây đặc biệt nhất là nửa đình mà nửa chùa, cho nên trước thì thờ Phật mà sau, trước thì thờ thần sau thờ Phật, cho nên nhưng chú nó là giờ đó thì nó có cái sự mà linh ẩn, nó là do cái tại cái lòng của mỗi người, cái trời Phật lúc nào cũng linh hiển. Nhưng mà đặc biệt chỗ đây thì có cái sự màu nhiệm hơn là cái nền cũng đạo không chú, ông đạo à, tức là ông đạo hồi xưa là ông tu đã, ông đã chứng đạo trong thập vị hiền thủ Phật Hà Tây An, cho nên là đây nó có một cái căn cứ là cái nền của ông. Nền của ông. Với cái tôi kinh nghiệm cái này nữa, tôi nói mấy anh em mình nghe, hồi đó tôi sanh ở nơi cái địa phương này, tôi lớn lên rồi tôi biết cả khoảng chừng mười mấy tuổi đó, thì trong lúc đó thường thường là bà khi cúng đình á, quý tế ở đây là nước gánh hát gì hát là cúng nó chú. Rồi tôi để ý rồi cái vấn đề mà hát á, mà hát mà cúng đó thì nghĩa là hát nghĩa là thuận lợi xuôi chèo mát máy lắm. Mà thấy khách mà nhiều đen xin với ban quý tế để mà nghe là cúng mà hát mà lấy tiền đen góp vàng với đấu đen là ông nào cũng lỗ trên. Hồi trước kia đó nhiều cái đàn hát đen rồi về đây rồi hát nhiếp rồi lỗ lã không có tiền đi, rồi bắt ốc hay rau của nó riết rồi nghe là bán đồ nghe là ở trong cái gánh hát mà gã gánh đó, mà nhiều cái đàn như vậy. Bởi tôi mới nghĩ rằng ở đây chắc có ông đạo nào hoặc một vị nào ta không có chịu mà vấn đề ca hát sướng gì đó, mà cái gánh hát nào cũng vậy. Từ tôi vô làm từ đến nay là trên 10 năm mà cái gánh hát nào mà cố chấp nha, mà ở đây mà muốn hát rằng mà lấy tiền nha là đều lỗ hết trơn, nghe là 10 gánh 10 lỗ. Có lần cái gánh hát này về
Rồi mới hỏi tôi xin ngủ nhà ở trước hàng ba đó. Tôi nói chú ngủ thì cứ việc ngủ. Nhưng mà tôi mới thấy chú này cũng hiền. Tôi nói chú à, chú nằm ở trong cái gánh hát. Bây giờ tôi nói chú nghe tin hay không là tùy chú. Chứ cái đình này đó, nếu mà anh em lại mướn đình mà hát để góp tiền hen, chú về chú nói ông bà với ông bầu á, mà cầu nguyện chứ nghe là linh thần đi với ông bà ở đây đi. Nếu được thì hát, còn không được hát giết lỗ chết à. Mà không mấy anh em khó mà thiếu tiền mà ăn ngang. Tôi nói vậy mà không biết ông có nói hay không. Lần đầu ông ở nhà tôi riết rồi tới cái ngày mà sắp mà nghe là hết hợp đồng đó là ông than, ông kêu bán đồ bán lạc. Rồi tôi thấy vậy tôi nói mèn ơi, thôi bây giờ không có tiền bạc, chú ở đâu? Nó ở dưới Thái Sơn ở dưới á, cũng nghệ sĩ. Tôi nói đây dưới bao nhiêu tiền. Rồi cái rồi chú nói rồi tôi là lo tiền tôi đưa cho chú thôi, chú cái đồ này chú giữ đi rồi chú ra tiền về. Tôi đã nói chú rồi, lại đây mà nếu trường hợp mà chú không trình báo hoặc xin ông hen lơ mơ rồi mà tôi nói. Rồi từ đến cái vấn đề mà hát nhạc rồi nghĩa là mấy vị bóng đồng mà nghĩa là bà trò chơi đó, tôi nói ông đều lỗ hết. Chỉ trong những cái ngày lễ cúng đại cầu an đó là anh em hát anh em chơi làm sao làm. Trong những ngày đó là thôi đừng có thấy mà đông đảo rồi kéo dài thêm nữa là anh em lỗ chết à. Nó y trắng vậy đó. Mà cái chỗ thờ Phật sao đặc biệt, cái chỗ này chỉ có cái thờ Đức Phật Già Lam đặc biệt ha. Vậy mà chỗ này đúng cái chắc của Bù Sơn Kỳ Hương đúng không? Thằng đúng trước rồi tới mấy Phật sau. Chỉ có dùng này là chỉ có đây là thờ về Phật Già Lam đặc biệt. Nó lạ là thờ hai cái đó, chỉ có chỗ này. Còn mấy cái đình thờ thằng không à. À bác cho con hỏi là cái mấy cái hộp ở trên là sắc thằng hay gì bác? Sọc sơn đồng thằng đừng sắc thằng bị gì. Hồi đó tôi nói mấy anh em nghe cái xác thần hồi trước cái đình này chưa có cách, chưa có cửa nẻo kín đáo. Mấy em không dám để đây, sợ hồi đó bởi cái tin đồn người ta nói cái xác thần nhiều khi bị mất cái chú. Rồi người ta để trong cái ông trưởng ban ở trong ngọn thì nhà ông khá rồi ông có cửa nẻo. Nhưng sau khi cất đình thần này sửa sang lại có nghe là cửa nẻo xong là hoàng ở trên, anh em ý kiến nó thôi bây giờ nghe là đình mình cất đã kín đáo có cửa cổng đồ này kia nọ thôi đem xác thần về để tại đình. Chứ bây giờ hỏi bây giờ nếu trường hợp mà nói cái đình này là đình thờ Đức Cố, vậy Đức Cố ở đâu, cái xác Đức Cố ở đâu, nó vậy đó. Thành ra nó cũng ngặt, ví dụ như cất cái nhà cho ông ổi mà ông ổi không có ở tại nhà thì cái này nó cũng ngặt quá đi. Anh em mới bàn lẫn với nhau mới thỉnh cái xác thần về để đây, nhưng mấy ông còn sợ mấy ông để vô đó rồi còn phá rồi này kia lại. Anh em nghe vậy đó. Dạ con thắc mắc là không biết ở trong là nó xác thần là ra sao vậy bác? Cái xác thần á thì có nghe là chữ phong nhưng mà cái chữ ăn nam không à. Dạ. Tôi thì không có biết được. Nhưng mà thấy mấy mỗi một lần mà mấy ông thỉnh sắc lặng di hành đều đen thì mấy ông có trình ra, hai mấy ông trưởng ban phó ban người ta trình ra, người ta căng ra vậy nè, để người ta nghĩa là trình cho mà hơn chức hội tề đều thấy đó, lặng mà đi nghĩa là đi di hành, gọi là thỉnh sắc đi di hành theo lô thôn xóm đó. Thì tôi thấy chữ ăn nam không à. Mà mấy cái anh em mà biết được chữ ăn nam thì nói cái đó là cái sắc lệnh của ông vua ban cho nghĩa là Đức Cố là cái chức sự gì đó được để thỉnh về đây đặng mà nghĩa là thờ đó, cái vậy đó. Thờ về vua nào có vị thờ vị vua nào đó, vậy đó, cái đời của ông vua đó ông ban sắc cho. Vậy là có sắc thần thôi chứ không còn gì khác hay trong cái hộp đó? Không có gì khác, chỉ có cái sắc không vậy đó. Dạ. Con thấy hai tầng. Con tưởng đâu hai vật. Biết sao không? Dạ. Phải. Bây giờ hồi đó để có một tầng một à. Rồi gần đây có mấy anh em thợ nó nói nếu mình để vậy cái sắc thành trệt ở dưới cái hộp này thì coi nó không đẹp. Để tôi làm thêm cho một cái như cái gối vậy đó. Rồi để sắc thành cao lên à. Thành ra chú thấy mới là có tưởng đâu hai cái có hai tầng vậy chứ không có phải có một dạ.